xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hóng Lazada. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với phần 600 câu hỏi. Và ở video ngày hôm nay thì liên quan đến một phần hết sức quan trọng, đó chính là các phần biển báo. Và ngày hôm nay chúng ta cùng ôn tập phần thi biển báo dành cho hạng mục thi lý thuyết bằng lái xe như thế nào. Ở cái phần hệ thống biển báo này thì trong bộ 600 câu thì nó sẽ gồm là 182 câu. Có thể nói rằng đây là cái như là phần dài câu hỏi nhất, nhưng mà nó cũng không có quá gì là khó cả. Tại vì hệ thống biển báo Việt Nam thì nó cũng chia là mấy biển thôi, như là biển cấm này, biển hiệu lệnh này, biển chỉ dẫn hoặc là biển cảnh báo. Đó, chỉ có một số loại biển thôi. Bây giờ chúng ta bắt đầu thi luôn nhá. 182 câu. Rồi, câu đầu tiên, biển nào cấm các loại xe cơ giới đi vào trừ xe gắn máy, mô tô hai bánh và lại các loại xe cơ giới thì chúng ta hiểu là gồm có các loại ô tô, các loại xe từ ô tô con trở lên. Như vậy thì ở biển 1 thì cấm tất cả các loại sẽ là biển 1, biển 2 thì cấm xe khách, xe tải, biển 3 là cấm xe kéo, xe máy kéo. Như vậy thì đáp án cấm tất cả các loại xe cơ giới thì sẽ là biển 1. Biển này thì xe máy, xe mô tô hai bánh và xe vẫn đi đầu. Đáp án số này sẽ là câu án số 1. Rồi, chúng ta sang câu tiếp theo. Biển nào cấm ô tô tải? Ô tô tải sẽ là biển biển 1 là sẽ cấm cả ô tô tải này. Biển 2 sẽ cấm cả ô tô tải nữa. Biển 3 là cấm máy kéo. Như vậy đáp án 1 và 2. Số 4 nhá. Rồi. Biển nào cấm máy kéo? Máy kéo thì sẽ là biển 3. Biển 3 và biển 2. Biển này là biển cấm xe máy này, biển 1 cấm xe máy, biển 2 cấm xe tải. Biển 3 là cấm máy kéo rồi. Nhưng mà đáp án ở đây thì chúng ta sẽ phải chọn cả biển 2 và biển 3 nhá. Phương án số 2. Cấm hai bánh nhưng lại không cấm một bánh rồi. Biển nào cấm xe mô tô 3 bánh đi vào? Cấm mô tô 3 bánh thì chúng ta sẽ chọn là biển biển 1. Biển 1, biển 1 và biển 2. Biển 1 và biển 2, đáp án số 1. Cái này là biển cấm 2 bánh, ở đây là biển cấm ấy. Rồi. Biển cấm 3 bánh trở lên nhá. Đó. Các bạn lưu ý câu này. Rất nhiều người cấm xe mô tô bánh thì chỉ chọn phương án 1. Mình thế thôi, nhưng mà sẽ cấm cả cái xe ô tô này là sẽ cấm cả mô tô 3 bánh. Đó. Bên này cấm 2 bánh. Đó. Rồi, tiếp theo một cái câu này cũng rất nhiều người nhầm. Đó là biển nào dưới đây xe gắn máy được phép đi vào? Thì ở đây thì biển 1 là cấm xe máy. Chúng ta phải hiểu là xe máy và xe gắn máy nó sẽ là hai khái niệm khác nhau. Biển 1 là cấm xe máy thì xe gắn máy vẫn được đi vào. Và biển 2 là biển cấm mô tô thì xe gắn máy vẫn được đi vào. Như vậy thì phương án 3, cả 3 biển. Rồi. Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô 2 bánh đi vào là biển số 1. Đó, câu đấy dễ quá. Gặp biển nào thì mô tô 2 bánh được đi vào? Biển 2 và biển 3, biển số 3. Rồi. Biển nào cho phép ô tô con được vượt sẽ là biển 1 và biển 3. Phương án số. Đó, biển này là biển báo hết hiệu lực cấm vượt, biển này là cấm xe tải. Đó. Biển nào không cho phép ô tô con được vượt là biển số 2, phương án số 2 luôn. Biển nào cấm ô tô phải vượt là biển số 3, phương án biển 2 và biển 3 cấm ô tô con thì cấm được cả xe tải, phương án là 2 3, phương án 4. Rồi. Câu tiếp theo. Biển nào cấm xe tải vượt cả hai biển? Phương án số 3. Biển nào ô tô con được phép vượt là biển số 2, đáp án 2. Biển nào cấm quay đầu xe là biển 2, phương án số 2. Biển nào cấm xe rẽ trái là biển số 1. Biển số 1 đáp án 1. Biển nào xe được rẽ trái là biển số 2. Biển nào cấm ô tô rẽ trái cả hai biển, phương án 3. Biển nào cấm các phương tiện giao thông đường bộ rẽ phải, các phương tiện giao thông đường bộ nhé, phương án 1 và 2, phương án 1.
Cái này chỉ cấm với xe con, à xe ô tô thôi. Biển nào cấm các phương tiện giao thông đường bộ rẽ trái sẽ là biển 1 và 2 đoạn 1 tiếp. Biển nào cấm ô tô quay đầu? Biển số đáp án 1 của cả 2. Biển nào ô tô quay cấm ô tô quay đầu và rẽ phải? Cấm quay đầu và rẽ phải. Biển số 3 đáp án 3. Biển nào cấm taxi bằng hướng ngược? Biển số 2 đáp án 2. Biển nào cho phép ô tô rẽ trái? Biển số 2. Biển nào xe quay đầu mà không bị cấm? Cả hai biển đáp án 3. Biển nào được quay đầu nhưng không được rẽ trái? Biển 1 nhá. Biển này là hiệu lệnh chỉ được rẽ trái thôi. Biển số 1, vẫn 1. Nói tiếp theo ở câu này thì biển là các phương tiện giao thông được phép đi vào. Chúng ta cùng điểm danh. Biển 1 là biển cấm đi vào. Biển 2 là biển cấm đi ngược chiều. Và biển 3 là cấm đỗ xe, cấm đỗ và dừng. Thì chúng ta sẽ thấy ở đây biển này là biển cấm dừng nhé, cấm đỗ xe. Thì chúng ta có thể thấy rằng biển không được đi vào là sẽ là biển 1 và biển 2. Như vậy đàn 3 nhá. Biển này cấm tất cả phương tiện này, cấm đi ngược chiều, đàn 3. Rồi. Biển nào người lái xe không được đỗ xe vào ngày chẵn là biển 1 và biển 3, đáp án 2. Biển nào cấm không đỗ xe vào ngày lẻ, biển 1 và biển 2 thì sẽ là đáp án 1. Rồi. Biển nào xe ưu tiên vẫn được phải dừng lại, biển số 2 nhá. Rồi. Biển nào cấm tất cả các loại xe trừ xe ưu tiên là biển số 1. Biển nào là cấm xe chở hàng nguy hiểm, biển số 3 đáp án 3. Biển nào xích lô được phép đi vào, biển 1 và biển 2 đáp án 4 nha. Biển này cấm xích lô này. Biển nào xe lam xe xích lô được phép đi vào, biển này là cấm xe lam ở đáp án 2, đáp án 2. Ở chưa, đọc sai đúng không ạ? Biển nào là xe lam này, xe xích lô máy nhá. Đây là xích lô đạp. Thì biển này là cấm xe lam rồi này. Biển này cấm xe kéo, xe máy kéo này. Thì biển này là cấm xe lam thường và xe xích lô máy này. Về đáp án 3 nhá. Câu này hơi bẫy một chút, đọc không kỹ. Biển này đáp án 3, cấm cả súng vật. Biển này báo tốc độ tối đa cho phép vào đêm của số 1. Không được vượt, số 2 không được phép. À cho vượt. Biển nào hạn chế chiều cao của xe hàng là biển số 1, đáp 1. Biển 2 là báo nghĩa về trục. Phương án số hai nhá. Biển ba là báo hạn chế về số 1. Câu này lại sai rồi nha. Biển này là biển cấm máy kéo theo rơ móc này. Biển này là cấm máy kéo, như vậy cấm máy kéo thì sẽ tất nhiên là cấm luôn cả kéo rơ móc, phải là đan ba cả ba biển nhá. Rồi. Gặp biển số 1 thì xe ô tô tải có được đi vào hay không? Ô tô tải được phép đi vào. Một. Biển nào không có hiệu lực với ô tô tải không kéo móc? Ô tô tải không kéo móc là đáp án số 2. Không có hiệu lực với ô tô tải không kéo móc. Ô tô tải không kéo móc thì là sẽ biển 1 và biển 2 đáp 1. Biển nào cấm máy kéo? Cấm máy kéo là biển số 2. Biển
này có hiệu lực với xe mô tô hai bánh ba bánh hay không? Có. Bốn một. Biển này là cấm. Không được phép. Làn số 2. Biển nào ô tô 2 bánh, mô tô 2 bánh, mô tô 2 bánh được đi vào. Biển 1 và biển 3, như vậy đáp án 2. Biển nào xe mô tô, biển số 2 đáp án 2. Biển câu số 1. Chiều dài là biển 1 nhá. Số 1 đáp 1. Khoảng cách thực tế, khoảng cách thì là biển số 2. Đây cấm dừng con tô về bên trái. Đường ra bên phải. Còn 2. Không được phép, còn 1. Lớn hơn là không được phép, ngoan một. Quá là không được. Bên này cấm xe chở khách. Phương án 2, xe buýt có bao giờ đâu. Bên này là hạn chế chiều ngang của xe và hàng. Biển 2 là hạn chế tốc độ này. Hết đường cao tốc là biển số 2 đáp án 2. Tốc độ tối đa của đáp án 1. Rồi. Hoạt động đường cao tốc là biển số 2 đáp án 2. Biển này bán hạn tốc độ tối thiểu là biển số đáp án 2. Phải nhường đường cho người đi bộ là phương án số 1, đáp án 1. Chỉ đường dành cho người đi bộ. Biển 3, đáp án 3. Đường dành cho theo thô sơ là đáp án 1. Biển là báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm. Cả 3 biển chứ, đáp án 4. Biển báo nguy hiểm à? Giao nhau với đường sắt và rào chắn là biển số 1. Giao nhau với đèn có tín hiệu là đáp án 3, biển đáp án số 3. Giao nhau với đường sắt thì là biển 1 và biển 3, đáp án số 2. Giao nhau với đường sắt không có rào chắn là đáp án. Này là có rào chắn này. À, không có rào chắn là đáp án số... Cái này có rào sắt này. Đường không có rào sắt là số 2. Số 2 và 3 đáp án 3. Rồi. Giao nhau giữa đường bộ và đường sắt đường đáp án 1. Rồi. Biển nào báo hiệu cửa chui. Cửa chui là đáp án 2. Rồi. Biển này báo hiệu phương án 1. Rồi.
nó có hiệu nơi đường sắt vuông góc với đường bộ. Biển 1 là biển 2, đoạn 4. Đây là không vuông góc nhá. Hình như đây là dự án 1. Đoạn 3, đoạn 3. Con này mình nhận đoạn 3 chứ. Làm sao không vuông góc? Được. Hết đoạn đường ưu tiên là biển số 3, đoạn 3. Biển 1 và biển 3 đáp án số 2. Giao nhau với đường không ưu tiên thì sẽ là biển số 1, đáp án 1. Giao nhau với đường ưu tiên đáp án 2. Đường bị thu hẹp thì là sẽ là đáp án 1 và đáp án phương án 1 luôn. Các bạn phải giảm tốc độ, chú ý xe đi ngược chiều. Đáp án số 3. Biển nào báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên là biển số 3, đáp án 3. Cùng đường giao, cùng cấp là đáp án 1, biển đáp án 1 luôn. Biển nào giao nhau với đường không ưu tiên là biển số 2. Đáp án 2. Biển nào báo hiệu đường 2 chiều. Báo hiệu đường 2 chiều. Biển số 3. Biển số 3. Ô, đường 2 chiều là biển 1 à? Chết rồi, hôm nay tôi nhầm rồi. Điều báo hiệu đường 2 chiều là đáp án A. Biển nào báo phải giảm tốc độ như đường. Đáp án số 2, biển 2. Ưu tiên là biển 3. Đường đôi. Đường đôi là đáp án điểm. Đáp án số 3. Đây là đường đôi. Đường này báo là hết đường đôi này. Biển nào báo hiệu. Câu này giống câu kia nhỉ. Báo hiệu đường đôi là biển số 2. Biển nào báo hiệu đường đôi? Đáp án số 3. Kết thúc đường đôi là đáp án số 3 tiếp. Đã đi qua rồi. À đâu? Đoạn 3. Giao nhau với đường 2 chiều. Biển 1. Đường 2 chiều thì là sẽ là biển số 2. Rồi. Giao nhau với đường 2 chiều. Giao nhau với đường 2 chiều. Biển số 2. Chú ý chướng ngại vật là biển 2 và biển 3, đáp án số 2. Biển 2, đáp án số 2. Đường hầm. Đường hầm thì chắc sẽ là biển 2 đấy. Khi mà cầu. Cầu hẹp thì sẽ là biển số 2, đáp án 2. Cầu quay, cầu gấp sẽ là biển 3, đáp án 3. Vực sâu phía trước sẽ là biển số 1, đáp án 1. Phía bên trái thì sẽ là biển số 3, đáp án 3. Bên phải sẽ là biển 2, đáp án 2. Đường trơn. Đường trơn là đáp án 2. Lề đường nguy hiểm, biển số 2, đáp án 2. Bên nào đoạn đường đang tiến hành thi công, biển số 1, đáp án 1. Hay xảy ra tai nạn là đáp án số 2. Hay xảy ra ủn tắc giao thông là đáp án 2 tiếp. Phải đi chứ. Đáp án số 2, biển 2.
bắt đầu đoạn đường rồi chọn đáp án 2, biển 2. Trẻ em đi ngang qua. Chắc là điểm biển 3 anh ạ. Biển 3. Biển 2 à? Biển 2 nó có trẻ em đi ngang qua nhá. Không phải tôi sai rồi. Biển 1 nhá. Đó, thật mạnh lượt xe. Xuống dốc là biển số 1. Dốc lên là biển số 2. Biển này sẽ có nguy cơ là lật sang bên phải. Hy vọng là sẽ đã là 1. Sắp đến bên phải biển đoạn 3. Biển này bác ổ ra biển đoạn 1. Đáp án 2. Biển này báo là đường có hiện tượng. Đoạn đường yếu. Đáp án 3. Cái này là lở đất. Đáp án 1. Đáp án vâng, là bán 2. Bán 1 đi chậm. Thường xuyên có xét đánh. Ô, con này mình không biết đâu nhá. Thôi, biển số 2. Có dây điện chứ ai đi báo xét là gì. Biển nào báo hiệu phải đi lắm. Biển số 2. Số 3, đáp án 3. Biển số 1. Biển đáp án 2. Biển 1. Đáp án 2. Đặt trước thì sẽ là cho phép được đáp án 2. Không biển nào à? Ủa, câu này sai à? Được rẽ sang hướng khác. Biển số 1. Biển nào báo hiệu mở một chiều. Bạn A, biển số 2. Hết hạn chế tốc độ tối đa cho phép là biển số. Số 1. Biển 1 phải là biển 4. Đoạn 4. Tốc độ tối thiểu là biển 3, đoạn 3. Hết cấm vượt. Đáp án 3 và đáp án 4. Đáp án 2. Biển nào cho phép được quay đầu xe. Đáp án 3, biển 3. Biển nào không cho phép sẽ phải đáp án 1. Đáp án 1 và 2 là đáp án 1 luôn. Biển nào cho phép quay đầu xe cả hai biển đáp án 3. Đối ngoại là AH, biển 3, đáp án 3. Biển chỉ dẫn. Biển đáp 1.
Đáp án 3 nhé. Phía trước có làn đường dành cho xe khách. Đáp án 2, biển 2. Rẽ ra làn đường dành cho ô tô khách thì là đáp án 3, biển 3. Biển nào đặt đáp án 1 luôn. Đáp án 1. Đáp án 2. Đáp án 2. Đáp án 3. Đáp án 3 tiếp. Bắt buộc 1. Chuyển nhé. Có. Không, bên biển xe con. Kết thúc đường cao tốc là biển số 2. Chỉ dẫn. Xe cùng chiều vạch 1 và vạch 2 đáp án 4. Vạch tìm đường. Tìm đường là vạch số 2, đáp án 2. Màu vàng đáp án 1 và 3 đáp án 4. Số 2. Cái con thoi là báo hiệu là có người đi bộ. Rồi, như vậy chúng ta vừa trải qua 182 câu thì thật sự là với người như mình làm cũng rất là quen, nhưng 1-2 câu vẫn còn quên đi. Rồi một lần nữa các bạn đã theo dõi video clip và hy vọng rằng qua clip này thì các bạn sẽ có thêm những kinh nghiệm khi thi 182 câu các biển báo giao thông trong bộ đề thi 600 câu thi lý thuyết lái xe. Ok, xin chào các bạn trong các series tiếp theo.